Nhắc tới làng Ươm xong thì không thể không nói đến ớt. Trong trải nghiệm tiếp theo, tôi sẽ tìm hiểu về loại ớt cay nhưng giàu vitamin này. Khu vực rộng lớn này là nơi trồng loại ớt Ươm xong nổi tiếng, ngon và giàu chất dinh dưỡng. Liệu hương vị ớt mà người dân Ươm xong vẫn tự hào sẽ như thế nào? Hãy cùng theo chân tôi để biết được bí quyết làm ớt chiên, ớt ngâm tương và rất nhiều những phương pháp chế biến ớt khác nhé! Hiện tại tôi đang tìm chủ của vườn ớt này. Hình như cô ấy đang chăm chỉ thu hoạch ớt mà không biết có sự xuất hiện của tôi. Xin chào. Xin chào. Tôi đang hái ớt. Thì ra chỗ này là vườn trồng ớt. Cô thấy đẹp chứ? Khu vườn rất đẹp. Ớt ở đây nhìn rất đẹp. Tất cả chỗ này đều trồng ớt sao? Đúng vậy. Cô có thể giới thiệu qua về loại ớt này được không? Đây là ớt vẫn chưa chín đỏ hẳn, nhưng tôi vẫn hái để làm ớt khô. Ớt chưa chín có chứa rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể, nên tôi định hái về để làm một số món ăn. Tôi nghe nói ớt ở làng Ươm Son ngon nổi tiếng, nhưng điều gì đã khiến ớt ở đây nổi tiếng như vậy? Thứ nhất là nguồn đất ở đây phù hợp để trồng ớt. Đất giàu chất vôi, tốt cho sự phát triển của ớt. Đồng thời, sự chênh lệch nhiệt độ ở đây cũng phù hợp để trồng ớt. Tôi thấy trái ớt này so với những loại ớt thông thường khá đẹp mắt, thân mập và tròn đều. Lý do là gì vậy? Cây ớt trong quá trình nuôi trồng cần được cung cấp những dưỡng chất tốt nhất. Cụ thể là như thế nào? Con người khi mới sinh ra có thời kỳ sữa mẹ, cây ớt cũng tương tự như vậy. Lớn lên, con người ăn nhiều chất dinh dưỡng khác thì cây ớt trưởng thành cũng cần được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nếu cây ớt còn non mà cung cấp nhiều chất quá thì cây sẽ không hấp thụ được. Vì vậy, ở mỗi giai đoạn phát triển của cây, chúng tôi sẽ cung cấp các loại chất dinh dưỡng phù hợp cho nó. Hiện tại, làng Ươm Son đã tạo ra được một loại khuẩn lên men tốt và đang cung cấp miễn phí cho các hộ trồng ớt. Khi cung cấp khuẩn lên men này, thì khả năng quang hợp của cây sẽ tốt hơn, sức đề kháng cũng được cải thiện, từ đó chống được nhiều sâu bệnh. Do đó, chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu cho cây. Hóa ra đó là lý do trái ớt lại mập và chắc như vậy. Như tôi thấy thì các cây ớt có độ cao khá đồng đều, quả cũng ra nhiều, chắc hẳn là có bí quyết gì đó phải không? Cái đó là bí mật, nhưng tôi sẽ bật mí một chút nhé. Ngay từ khi trồng cây con, chúng phải được trồng ở không gian rộng và cách xa nhau. Các cây không chạm vào nhau, chúng tôi đã giăng dây để tạo khoảng cách. Sau này nếu trồng thêm vào, cũng sẽ biết rõ vị trí cần trồng. Làm như vậy thì cây ớt sẽ nhanh lớn và cho ra nhiều quả hơn. Vậy thì cũng giống con người, cần sống trong môi trường thoải mái mới phát triển được. Thực ra trong cây cũng diễn ra quá trình vận động. Vì vậy cũng cần cung cấp cho cây một không gian đủ rộng thì cây sẽ phát triển tốt. Có một điều mà tôi khá tò mò, đó là việc lựa chọn ớt ngon. Muốn chọn ớt ngon thì cô cứ chọn ớt Ươm Son là được. Tất nhiên ớt Ươm Son là ngon rồi, nhưng trong số những trái ớt tại đây, làm sao để có thể chọn được quả ngon nhất? Thông thường một trái ớt ngon sẽ dài và mập, hạt ớt phải nhỏ. Quả có màu sắc tươi sáng sẽ ngon hơn quả có màu xanh thẫm hoặc đỏ thẫm. Bên cạnh đó, phần cuống của trái ớt có màu xanh tươi cũng sẽ là trái ớt ngon. Vậy khi nào thì ớt chuyển sang màu đỏ? Ớt chuyển sang màu đỏ sẽ mất một vài ngày. Những trái ớt màu xanh non phải chuyển qua màu xanh đậm như thế này. Còn như quả này chỉ cần qua một đêm là sẽ dần chuyển sang màu đỏ. Hiện tại chúng tôi đang thu hoạch để chuẩn bị cho đợt giao hàng sắp tới. Vậy sẽ cần phải hái rồi đem phơi khô nữa đúng không? Bình thường phơi trong bao lâu là được? Để phơi ớt thì chúng tôi mất khoảng 7 đến 10 ngày. Chỗ này rộng vậy chắc công việc trồng ớt sẽ rất vất vả phải không? Dù vất vả nhưng hàng ngày được nhìn khung cảnh tươi đẹp này thì mọi mệt mỏi sẽ tan biến hết.
Bình thường tôi rất hay ăn ớt chấm cùng với các loại như là tương đậu và tương ớt hoặc chiên lên để ăn nữa. Tôi nghe nói ớt có nhiều vitamin, ăn ớt sẽ phòng chống được ung thư. Trong hạt ớt có chứa chất ung thư vô cùng hiệu quả, nhưng bình thường mọi người hay bỏ hạt đi. Hạt ớt có công dụng rất tốt, nên nếu ăn hai quả không bỏ hạt mỗi ngày thì thực sự sẽ rất tốt. Tôi thấy chỗ ớt này có thể nấu thành rất nhiều món, cô định dùng để nấu những món gì vậy? Trước tiên tôi sẽ dùng để làm tương ớt, hoặc cho ớt thái lát và xì dầu cũng rất ngon. Ngoài ra có thể làm tương ớt từ tương đậu trộn cùng với ớt băm nhuyễn. Món ớt chiên cũng rất ngon nữa, bình thường trẻ con ăn được ớt thì sẽ rất tốt. Nhưng cũng có những trẻ vì sợ cay nên nhất quyết không ăn. Do vậy, ta có thể nhúng ớt vào bột và chiên lên thì trẻ nhỏ có thể ăn được. Người lớn trước đây thường trộn ớt cùng với bột đậu rồi hấp lên để ăn vào những ngày mùa hè. Làm như vậy thì món ăn sẽ có vị bùi và giàu chất dinh dưỡng. 콩가루에 쪄가지고 묻혀서 잡수셨거든요. 아 콩가루예요? 그럼요. 오 콩가루에 쪄서 묻혀서 먹으면 고소하고 또 맛있어요. 영양분도 또 좋고. 아 그렇구나. 네. 어 이거 고추 먹으면. Tôi nghe nói ớt có nhiều vitamin tốt cho da nên tôi sẽ ăn thử. 자 먹어보겠습니다. Vị của nó thế nào? Cô thử nhai thật kỹ xem. Ớt tại làng Ươm Song không chỉ có vị cay mà còn có cả vị ngọt nữa. Trong ớt tươi có chứa nhiều vitamin nhất. Nhưng thực sự rất cay. Vì ngày nào cũng ăn nên tôi không còn cảm thấy vị cay nữa rồi. Các bạn có muốn ăn thử ớt Ươm Song không? Thực sự ớt rất cay nhưng mà đáng để ăn thử đấy, vì nó rất ngon. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ớt Ươm Song lại nổi tiếng như vậy. Nhân cơ hội này, cô có thể nấu một vài món ăn ngon từ ớt được không? Được thôi, đi cùng tôi nào. Tôi đã có dịp được trải nghiệm công việc hái những trái ớt xanh và giàu vitamin ngay tại vườn. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chờ đợi khám phá những món ăn đa dạng làm từ ớt nhé.